Ca sĩ Hồng Vy từ giã cõi đời ở tuổi 44, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vy, con gái của cố nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần, đã qua đời chiều mùng 5 tháng 5 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo. Người nhà ca sĩ Hồng Vy cho biết, chị đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 14 giờ 25 phút chiều mùng 5 tháng 5. Sự ra đi của nữ ca sĩ để lại nhiều niềm tiếc thương đối với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ. Sở hữu một giọng soprano đẹp hiếm có, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vy luôn là một trong những tên tuổi được công chúng chờ đợi trong các chương trình của nhà hát. Xuất thân từ nhà hát quân đội, bắt đầu được khán giả biết đến từ cuộc thi Sao Mai 2001. Sau đó Hồng Vy chuyển công tác sang nhà hát ca múa nhạc Việt Nam rồi nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm 2019, chị phát hiện căn bệnh ác tính ở giai đoạn cuối. Sau khi phẫu thuật và chuyển hóa chất, nữ ca sĩ thấy mình khỏe trở lại, tiếp tục với công việc. Cuối năm 2020, sợ mình không còn nhiều thời gian, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vy dồn sức thực hiện live show đầu tiên của mình tại Hà Nội, chia sẻ với khán giả những câu chuyện âm nhạc đầy thăng trầm của mình. Đến tháng 3 năm 2021, bệnh tình trở nặng, sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Vy dần suy giảm. Sau 4 năm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vy đã từ cõi tạm ở tuổi 44. Ca sĩ Hồng Vy sinh năm 1979, từng ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi âm nhạc như Giải Nhì Sao Mai 2001, Huy chương vàng cuộc thi giọng hát toàn quân của Bộ Quốc phòng năm 2003, Giải Ba nhạc thính phòng toàn quốc năm 2004, Huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009. Chị từng phát hành các album Hoa Lửa và Vy 2006, Vinh Quang Việt Nam 2007, Giấc Mơ Mùa Lá 2012. Năm 2012, ca sĩ Hồng Vy được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Chị là con gái của ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần.